Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Tiêu chảy ở trên heo con sau cai sữa là một vấn đề mà người chăn nuôi hay gặp nhất và cũng là vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Tiêu chảy là hiện tượng rối loạn tiêu hóa, thay vì nhu động của ruột diễn ra bình thường thì trở nên co thắt quá độ, làm cho những chất chứa trong lòng ruột non, ruột già thải qua hậu môn quá nhanh, dưỡng chất không kịp tiêu hóa và ruột già chưa kịp hấp thu được nước, tất cả đều bị tống ra ngoài hậu môn với thể lỏng hoặc sền sệt. Heo con bị tiêu chảy sẽ làm cho cơ thể gầy gòm, ốm yếu, giảm sức đề kháng, giảm tăng trọng, tăng chi phí thuốc thú y, thậm chí có thể gây chết, giảm số lượng đầu con. Tại sao heo giai đoạn sau cai sữa dễ bị tiêu chảy? Làm thế nào để heo giai đoạn sau cai sữa khỏe mạnh, tăng trọng tốt? Sau đây mời bà con cùng Dr. Vet đi tìm hiểu. Có 3 nguyên nhân chính làm heo sau cai sữa bị rối loạn tiêu hóa, gây tiêu chảy trên heo. Thứ nhất là về thức ăn nước uống. Thứ hai, chăm sóc và môi trường. Thứ ba, vi sinh vật gây bệnh, gồm có vi khuẩn, virus, ký sinh trùng và nấm. Từ các nguyên nhân trên, Dr. Vet sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu từng nguyên nhân và các biện pháp để hạn chế tối đa bệnh tiêu chảy trên heo sau cai sữa. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu qua về giai đoạn này, tại sao lại hay rối loạn đường tiêu hóa. Heo con dừng hẳn bú sữa mẹ, có nghĩa là thay đổi hoàn toàn về khẩu phần của mình. Ngoài ra, heo con gặp stress do heo con không còn được heo mẹ bảo vệ và gặp phải những con heo ở những đàn khác, nhiều khi phải chuyển đàn. Nếu xuất chuồng luông sau cai sữa thì ở hẳn chỗ ở mới. Về mặt sinh lý đường ruột ở lứa tuổi này cũng thay đổi nhiều, như nhung mao ngắn hơn, enzyme tiêu hóa giảm, do đó khả năng hấp thụ ở ruột cũng giảm. Qua các yếu tố này có thể thấy tự bản thân con heo sau cai sữa cũng đã có thể bị tiêu chảy. Ngoài những yếu tố nội tại do chính bản thân con heo thì có những yếu tố ngoại cảnh tác động vào làm cho heo con tiêu chảy sau cai sữa xảy ra nhanh hơn, như thứ nhất là thức ăn nước uống. Sau khi cai sữa, chế độ ăn uống có sự thay đổi đột ngột về thức ăn và số lần ăn trong ngày. Khả năng tiêu hóa thức ăn của heo giai đoạn này kém do hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh và sức đề kháng của heo con giảm rất nhiều trong giai đoạn này. Thức ăn thay thế sữa mẹ thường khó tiêu hơn sữa, do đó heo con giảm khả năng tiêu hóa, vi sinh vật trong ruột già dễ lên men làm giảm khả năng hấp thu nước ở đường ruột. Nước uống không đảm bảo vệ sinh, nguồn nước nhiễm bẩn, nhiễm khuẩn và có nhiều yếu tố như NH3, NO3 v.v. thì đều gây bất lợi cho đường tiêu hóa của heo con. Các yếu tố về thức ăn và nước uống là nguyên nhân rất lớn gây tiêu chảy trên heo con sau cai sữa. Vì vậy, chúng ta cần tập ăn sớm cho heo để heo quen với thức ăn thay thế trong giai đoạn sau cai sữa, không thay đổi cám đột ngột làm rối loạn đường tiêu hóa. 2 tuần sau cai sữa mới bắt đầu thay đổi cám, và không thay đổi cám đột ngột nên thay đổi theo quy tắc trộng cám 3-3-3. Quy tắc này được áp dụng như sau: 3 ngày đầu 75% cám năng dùng, 25% cám mới. 3 ngày tiếp theo 50% cám năng dùng và 50% cám mới. 3 ngày cuối là 25% cám năng dùng và 75% cám mới. Ngày thứ 10 thì bà con có thể áp dụng toàn bộ cám mới. Bà con chú ý, việc thay đổi cám đột ngột không theo độ trình rất dễ gây tiêu chảy trên heo. Với heo con sau cai sữa, nhu cầu tăng dần từ 50 đến 100g trên một ngày. Bà con có thể cho ăn 3 đến 4 bữa trên ngày theo giờ cố định. Cám sau cai sữa hiện nay thì có rất nhiều loại, bà con nên lựa chọn những cám có chất lượng tốt, đặc biệt là chú ý vệ sinh về máng ăn, loại bỏ thức ăn thừa, thức ăn vương vãi, bẩn để tránh heo con ăn phải thức ăn mốc và thức ăn ôi thiêu. Mỗi bữa cho ăn kéo dài khoảng 1,5 đến 2 tiếng, sau đó bà con bỏ máng ra và bỏ cám thừa, vệ sinh sạch sẽ máng trước khi cho ăn bữa mới. Thời gian đầu heo sẽ ăn ít, bà con có thể bổ sung sản phẩm tốt lắc cho heo con. Về nước uống, bà con nên chú ý dùng nước sạch và cho uống tự do, nên chú ý tầm cao của núm uống. Nếu tầm cao quá cao, heo con sẽ không với lên được và sẽ có hiện tượng là thiếu nước. Nếu không có nước uống, chúng sẽ tìm đến máng vệ sinh. Nếu dùng nước này thì heo con rất dễ bị tiêu chảy. 2. Chăm sóc và môi trường. Việc thay đổi môi trường đột ngột, vận chuyển, ghép đàn và nhiệt độ thay đổi làm cho heo bị stress, mất cân bằng sinh lý, làm tiêu hao năng lượng. Do đó, nếu heo con của trại thì sau khi cai sữa sẽ chuyển heo mẹ đi chuồng khác và giữ heo con tại chuồng đẻ khoảng 1 tuần để hạn chế thay đổi liên tục gây stress trên heo. Khi chuyển chuồng thì bà con chú ý đảm bảo nhiệt độ thích hợp cho heo con. Đối với heo con mới cai sữa, nhiệt độ dao động khoảng 25 đến 28 độ, độ ẩm từ 65 đến 70%. Ngoài cái dao động trên thì heo con rất dễ bị tiêu chảy. Về chuồng cho heo sau cai sữa cần thoáng, sạch, khô và tránh gió lùa. Đối với chuồng nuôi thì cần khử trùng sạch sẽ trước khi đưa heo vào chuồng. Để hiệu quả và không hại đến sức khỏe của heo thì bà con có thể sử dụng sản phẩm Dyson Super hoặc là Vincom S để sát trùng trong giai đoạn này, do tính an toàn của hai sản phẩm này rất cao, còn có thể sát trùng được cả nước uống. 3. Nhiễm khuẩn gây tiêu chảy.
bình thường trong đường tiêu hóa của heo con, hệ vi sinh vật có vai trò quan trọng trong sự tiêu hóa. Vào những ngày đầu sau cai sữa, quá trình nhu động của ruột diễn ra chậm hơn, dẫn đến tình trạng ứ trệ thức ăn trong đường ruột, tạo cơ hội cho vi sinh vật có hại phát triển và tấn công vào niêm mạc đường tiêu hóa. Trước khi cai sữa, lượng vi khuẩn Lactobacillus hoặc acid lactic trong heo con sẽ cao hơn, trong khi số lượng E. coli và Clostridium lại thấp hơn. Và sau khi cai sữa, tỷ lệ này đảo ngược và tùy thuộc vào sự tăng trưởng của E. coli và Clostridium và khả năng miễn dịch của heo con mà một số bệnh nhiễm trùng về đường tiêu hóa có phát triển hoặc không. Ngoài các vi sinh vật có trong đường tiêu hóa, còn có các tác nhân gây bệnh bên ngoài như do virus, có thể là do coronavirus gây viêm dạ dày ruột truyền nhiễm, hoặc tiêu chảy cấp PID, tiêu chảy do rotavirus, và ký sinh trùng có thể do giun sán, giun đũa, vân vân. Vì vậy, để phòng nhiễm khuẩn trên heo thì cần áp dụng các biện pháp sau. Thứ nhất, tiêm phòng vaccine đầy đủ cho heo mẹ, heo con để tăng khả năng miễn dịch cho heo. Thứ hai, bổ sung các chế phẩm giúp cho phòng ngừa tiêu chảy trên heo như bổ sung men tiêu hóa, Onzym của công ty thú y xanh hay Chip Pro hoặc Chocotic của Sao Mai có tác dụng hỗ trợ vi sinh vật có lợi và ức chế vi sinh vật gây bệnh trong đường ruột, giúp kiểm soát bệnh tiêu chảy trên heo sau cai sữa. Bổ sung các sản phẩm chứa beta-glucan, beta-in như Cunvit. Ngoài bổ sung beta-glucan còn có cung cấp thêm điện giải, cao tỏi, vitamin giúp cho vật nuôi tránh stress, có thể kích thích tăng trưởng và miễn dịch, nâng cao sức đề kháng và góp phần kiểm soát về bệnh tiêu chảy. Ngoài ra cần bổ sung kháng sinh trộn phòng cho heo con như Dimusan VFF, phòng tổng hợp các bệnh về đường hô hấp và đường tiêu hóa, dùng từ 3 đến 5 ngày trước và sau cai sữa, và tẩy giun sán định kỳ cho toàn đàn. Trường hợp heo sau cai sữa bị tiêu chảy thì tùy thuộc vào căn nguyên gây bệnh mà chúng ta có phác đồ điều trị phù hợp. Khi heo bị tiêu chảy thì chú ý giữ ấm cho heo, cung cấp đầy đủ nước và chất điện giải và vitamin cho heo. Đối với bệnh do vi khuẩn gây ra thì chúng ta có thể sử dụng kháng sinh để phòng. Ở phần điều trị các bệnh do vi khuẩn gây ra thì chúng tôi sẽ có những chuyên đề riêng để chúng ta có những phác đồ điều trị triệt để và tránh hiện tượng bị nhầm thuốc. Đối với virus gây bệnh thì chúng ta sẽ không có thuốc đặc trị, chúng ta chỉ nâng cao sức đề kháng cho con heo và dùng thuốc chống kế phát. Trên đây, Dr. Vết đã chỉ ra các nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy trên heo. Đây là bệnh rất phổ biến trong chăn nuôi, nên rất mong video này của chúng tôi sẽ được chia sẻ đến các gia trại, trang trại để hạn chế tối đa vấn đề này. Và rất mong các video của Dr. Vết sẽ giúp cho bà con chăn nuôi có nhiều kinh nghiệm hơn trong chăn nuôi. Một lần nữa, cảm ơn bà con đã xem video. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.